và các bác vừa mới cơm rượu say ở Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội nhá. Đây đây đây, số nhà đây 66 Hai Bà Trưng. Tôi thấy một cái cây này lâu lắm rồi, nhưng mà cây mai chữ thủy ấy, nhưng mà nhìn nó khổ sở quá, định mua nhưng mà chủ nó không bán. Đây cây mai chữ thủy lá lớn này, cây nó gọi là cây trên chậu, cây trồng trên song, cây song nhôm rất lâu năm rồi. Ngày xưa là cách đây 5 năm rồi tôi đi qua thấy cây này không hề chết, không hề, mỗi người đi qua vặt một lá không hề chết. Đấy, các bạn nhìn xa rất là đẹp, kiểu như là toàn thiên nhiên có tí vặt phong, rất là khổ sở mà không hiểu sao mà sống được. Bởi vì là cái mấy cái bã chè này này, mấy cái bã chè bã cà phê mình mới cho mà thôi, mình trước tôi không có đâu, cách đây mấy hôm không có. Hai chú thủy nhá. Đây phố Hai Bà Trưng với lại giao với Thợ Nhuộm với lại Phan Bội Châu quá. Nhiều khi thấy cái hay hay quay lại quay, rất là hay đúng không? Rất toàn thiên nhiên, rất bay nhá, hoàn toàn thiên nhiên. Chị ơi, chị ơi, cây của nhà, quê cây của nhà mình à, không để khổ sở. Đây bã cà phê mới được bổ sung ít bã cà phê, bã chè. Bác nào có bác nào trồng cây chỗ này không? Giá mà mình mua được cây này về làm lại thì hay, chỉ sửa mất một tí để chỗ ngọn thôi, để nó bay như này mặt phong một tí. Đấy. Này chú thủy trồng trên song nhôm mà cây to mà song rất là bé. Nhiều khi là tôi cũng muốn đi qua tôi hỏi mua rất nhiều lần nhưng mà không bán. Nhưng mà nhiều khi để này nó là một cái đặc trưng cả cái phố này, chả nhà nào có cái cây cảnh nào cả. Đi qua đây là thấy cây này. Đó. Không có gì đặc biệt ngoài là cái chậu, cái chậu bằng cái song nhôm rất là nhỏ, và thứ hai là sức sống của nó rất là kinh khủng. Tôi thấy cái này rất là lâu rồi, rất là lâu trong cái chợ rồi. Đây 68 hay là chưa đủ. Đấy, đằng sau này nhá, có bệ mình rất khổ sở, kiểu như tối đến tối là người ta cầm vào cái khăn nhiều nhất vào nhà. Đấy, rất là ngon lành. Nhiều khi anh em trồng được một cái cây rất là vất vả, thuốc thang thì nọ, phân bón này này. Ở đây, đây này, nhìn nó quệt vào những cái người sắc sơ. Hy vọng là sau này sẽ gặp được những cây nó tương tự, nó độc đáo. Không phải là vì dáng thế, về một cái gì đấy nó nghệ thuật cao cả, mà nó đôi khi nó chỉ là cái nét rất là hay mà độc lạ ấy các bác. Chia sẻ các bác. Rồi, xin chào các bác nhá. Rồi, phố Hai Bà Trưng tấp nập.